vui. Nó là nó vui, nó vui, nó vui. Trời ơi, nó cả tầm 7 luôn. Kệ nó, sao nó vui chứ. Em nói vậy. Bây giờ em ca đàng hoàng. Rồi ông bán đàng hoàng đáng tôi tầm lâm đi. Đâu mà có cái kiếm mà tỉa lên nó giống mà một quả ao hết rồi. Bà bảo nè, đi vui. Ừ, sống là vui chứ. Nhạc á, không phải, vì nhạc á thì mình hát nhạc buồn. Đâu á. Mà nhạc thì mình hát nhạc buồn mà nói chuyện mình nói chuyện vui. Đúng đúng. Ê, đừng hát nhạc buồn, hát nhạc vui. Nhạc vui cái gì bài gì đâu hát. Bài chơi đó. Lấy cái lon cái gì. Chị Trung Sơn sao mà vui được. Chị Trung Sơn có bài nào vui đâu. Thì hát bản đi, mày nhớ. Để tỉ. Tôi mà đánh trống thì nó mới hát được chứ. Thì thấy. Mà cứ hay là cho vui vô. Sao hết. Nhà có được thùng không? Có, có đài. Em chờ. Dạ, cái lon cái đũa đi. Dạ, bữa nay có cái là lấy gọt đắng lợi. Không, không phải gì. Họ phải lấy chừng đế rồi lại. Để chừng mèo. Thôi, lấy vợ gì. Thôi, mắc dạng quá đi.